Thưa quý vị, năm 2024 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, đặt ra áp lực lớn hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tỉnh cũng xác định phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực của nền kinh tế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhằm thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương tập trung triển khai đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế của tỉnh, thực hiện có hiệu quả các biện pháp ổn định nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh, bãi bỏ các rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.